Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Ngày hôm nay chúng ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một bông hoa hồng lớn. Để tạo được bông hoa hồng lớn, chúng ta cần có hai quả bóng màu hồng, một quả bóng màu vàng và một quả bóng màu xanh lá cây. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ thổi hai quả bóng màu hồng này hết toàn bộ các bạn nhé. Chúng ta đừng có vội cột các bạn nhé. Chúng ta bơm hết và chúng ta xả hơi từ từ. Đến khi chúng ta thấy trên này dư khoảng 1 cm một ngón tay thì chúng ta cột lại. Tiếp tục quả bóng hồng thứ hai. Chúng ta xả hơi các bạn nhé, không có bóp trên này. Ok, cột lại. Bây giờ chúng ta sẽ cột chung hai quả bóng này lại với nhau. Đấy, trên này chúng ta cũng cột chung lại với nhau. Sau khi cột chung như thế này, chúng ta chia đoạn dài này khoảng là 3 đoạn bằng nhau các bạn. Thế nhá. Chia làm 3 đoạn bằng nhau. Ok, chúng ta xoắn lại. Ta cùng cột chung lại. Ngón trỏ và ngón cái chúng ta nắm hết thế này. Chúng ta xoắn toàn bộ lại với nhau, chung vào một điểm. Rồi, chúng ta sẽ có 6 cánh như thế này. Tiếp tục chúng ta thổi quả bóng màu vàng lên. Bây giờ chúng ta sẽ thổi quả bóng màu vàng lên khoảng nửa quả bóng. Đây, chúng ta sẽ tạo một bông hoa hồng nhỏ để chúng ta làm cái nhụy lồng vô trong các bạn nhé. Đây các bạn để ý, nếu bạn nào chưa biết làm bông hoa hồng nhỏ thì các bạn có thể xem lại video của chú Hề ở trong series bong bóng nghệ thuật đơn giản các bạn nhé. Hôm nay chú Hề ST sẽ làm nhanh hơn các bạn nhé. Vậy là chú ET đã làm xong bông hoa hồng nhỏ. Và bây giờ ta dùng bông hoa hồng này, chúng ta cột chung vào điểm này. Đây các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta xếp các cánh này ngay ngắn lại với nhau.
Bây giờ chúng ta sẽ đan. Câu đan này chúng ta để ý nhé. Từ cạnh này chúng ta luồn vô trong này. Đây. Chúng ta luồn vô đây. Và cạnh này chúng ta đẩy ngược lên trên. Rồi nhá. Và đây chúng ta đẩy lên. Tiếp tục. Cánh này chúng ta vô cũng đưa vào trong và này cũng để lên trên. Chúng ta làm đến như cho đến lúc hết các bạn nhé. Vô lên. Tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại các bạn nhé. Khi chỉnh sửa xong, chúng ta sẽ có sản phẩm như thế này. Mặt trước và mặt sau. Phần còn lại là chúng ta làm lá cho bông hoa các bạn nhé. Dùng bóng màu xanh lá cây. Chúng ta thổi chưa khoảng tầm 6 ngón tay. Bây giờ chúng ta sẽ tạo 3 vòng tròn, mỗi vòng tròn khoảng 3 ngón tay. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Chúng ta sẽ dùng sợi dây màu vàng của cái nhụy. Chúng ta sẽ cột vào màu xanh. Tiếp tục chúng ta làm lá cho bông hoa. Bẻ cong. Ok, vậy chúng ta đã hoàn thành bông hoa hồng lớn các bạn nhé. Chú ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.